Đây là đôi giày nam của thương hiệu Clark của Vương quốc Anh nha. Giá em bán sẽ là 600.000 cho một đôi như thế này. Đây là hàng mới 100% luôn, mới 100% đầy đủ hợp hãng Clark nha. Với lại đây là hàng xuất dư, hàng tuồn kho xuất dư xịn luôn, cho nên là chất liệu kiểu dáng là khỏi phải bàn cãi luôn. Anh nào mà mê mà chơi hàng xuất khẩu xuất dư á, là những cái đôi này là chuẩn luôn á. Tại vì là nó rất là hiếm, nó không phải hàng lên mà là hàng dư phụ liệu hãng. Cái hãng Clark này nè, niêm yết một đôi thì cả nhà mình thấy là đây, một cái đôi giày của nó là cũng 110 đô đồ trở lên là cũng 2 triệu mấy đó. Cho nên là mình hay chơi hàng xuất dư, hàng tuồn hải quan rồi là như vậy. Nó là dư cái phụ liệu da đế gót rồi đó, nó làm ra một cái đôi giày mà giá tuồn kho ra nên là bán rất là mềm luôn, nhưng mà số lượng siêu ít nên phải săn nha. Đến cả cái giấy nến để gói cũng có khắc tên hãng nè, và đôi giày cũng có độn nhựa luôn rồi, nên là mấy anh giữ cái miếng nhựa lại để mà độn giày cho nó lên phơm ngon nha. Đôi giày phơm dáng rất là sang và tay luôn, tại thì kiểu của anh á. Thì ở đây nó sẽ ghi size nè, size thì mấy anh nhắn em để chọn size, tại vì em chỉ like mẫu cái đôi này thôi. Made in Thái Lan nè, 100% da nè, da bóng phối lại da vân, và cái gọi là lót giày là dính vô luôn. Lót giày và bên trong giày màu nâu cũng rất là đẹp luôn, chứ không phải ọp ẹp nha. Còn bên ngoài là chỗ này là da láng, phơm cứng cáp, phối da này là da sần. Nói chung là cái kiểu này nhìn rất là nịnh mắt. Nói chung em thấy em mới có đăng hình thôi mà rất là nhiều anh chốt luôn rồi, nên là mấy anh mình tranh thủ nha. Số lượng ít lắm, ví dụ như đế nè, đế cũng có độn cao cũng được 2 phân cho những anh là muốn nâng cái chiều cao một chút, nhưng mà nhìn nó không có lố quá hết á. Đế giày cũng chống trượt nè, với lại có khắc hiệu ở dưới luôn. Đại khái bây giờ mấy anh đi mua một đôi giày tây hàng tàu đi, hay là hàng ở Việt Nam đi, nó cũng là có khi cả triệu á. Thì bây giờ 600.000 có đáng gì đâu mà không có hiệu cũng được luôn á. Đằng này nó có hiệu nha, nó là hàng xuất dư xịn, nên là mấy anh cân nhắc báo sớm giùm em. Em có size từ 38 tới 44, nhưng mà không phải đôi nào cũng còn, nên là mấy anh chết báo sớm nha. Tại vì cũng nhiều khách đặt, với lại là hàng cũng ngon á, nên nó cũng nhanh hết. Size chẵn thôi nha mấy anh, size chẵn hiệu 38, 39, 40, 41, 42. Nhắn Zalo cho em nha.